Thì hãy xem những cái việc này là cái việc quan trọng. Bởi vì sao? Sức khỏe là quan trọng nhất. Mà không phải là mình phải giữ sức khỏe cho mình, nhưng mà mình nếu mà tốt hơn nữa thì mình có khả năng thì mình sẽ chia sẻ và bảo vệ sức khỏe cho mọi người thì nó càng tốt hơn. Xin chào cô bác anh chị. Hôm nay hãy sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô bác anh chị mình một cái loại trái mà cô bác anh chị thực sự là rất là quen thuộc luôn. Vào những dịp Tết á, mà chúng ta không có loại trái này thì chúng ta hơi bị buồn ha. Và cái loại trái này nó trị sỏi thận rất là hay luôn. Và y học hiện đại bây giờ người ta còn chiết xuất ra từ cái loại trái này mà chưa người ta làm những cái loại thuốc, loại những loại thực phẩm chức năng mà nó có thể điều trị cái bệnh sỏi thận rất là tốt luôn. Thì điều trị cái bệnh sỏi thận thì nó rất là nhiều cái cách. Ví dụ chúng ta uống để cho nó tan sỏi, hoặc là uống để cho nó giãn cái đường tiết niệu chúng ta ra, tăng cái lượng nước tiểu lên và chúng ta sẽ đi tiểu cho nó văng ra ngoài. Rất là nhiều cách. Và thứ hai nữa là điều trị làm sao, ví dụ như chúng ta ngăn ngừa bằng cách nào, sỏi chúng ta nó kết 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 thành từ đâu, do là cái vấn đề là nó do là nó trong cơ thể chúng ta nó kết tủa những cái cặn đó, thì nó kết tủa là nó kết hợp lại đó, nó lắng xuống và chúng ta nếu mà chúng ta để lâu ngày thì nó sẽ đóng thành cục đó, lợn cợn đó, mà lâu ngày mà chúng ta không có cách giải quyết nó thì nó sẽ thành sỏi thôi, từ nhỏ rồi dần dần nó sẽ lớn lên. Nhưng mà sỏi mà lớn quá thì chúng ta lớn quá, ví dụ như 7 8 10 ly, thì nếu mà chúng ta cái đường tiết niệu chúng ta nó không có đủ lớn và cái lượng nước tiểu chúng ta nó không có đủ nhiều để tống cái sỏi thận, sỏi bàng quang ra ngoài đó, thì chúng ta bắt buộc là phải đi tán sỏi. Tán sỏi bằng cách là người ta dùng xung điện, người ta tán cái sỏi nó cho bể nhỏ ra đó, và chúng ta sẽ đi tiểu ra ngoài. Thứ hai nữa là nếu mà không không được nữa đó thì phải mổ thôi cô bác anh chị mình nè. Thì thường là có rất là nhiều cái loại sỏi thận, sàn thận, ví dụ như sỏi sỏi thận là ví dụ như sỏi thường nè, rồi sỏi canxi oxalat, oxalat canxi đó là sỏi thường á, và cái loại sỏi san hô thì cũng cái họ đó thôi, và cái thọ cái sỏi uric, thì rất là nhiều cái loại sỏi thận. Thì hôm nay hãy chia sẻ đến cho các anh chị mình đó là hai ba cái cách gì đó để chúng ta có thể sử dụng, để chúng ta có thể là ngăn ngừa kết tủa nó gây ra sỏi thận, và có thể là trị sỏi thận cho cô anh chị mình. Đây cô anh chị. Thì mình đã cho cô bác anh chị mình thấy rồi đó, đây là cái trái sung. Sung này là sung gia, nói chung là sung truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Sung này là sung nếp, sung sung nếp ha. Còn cái loại sung rừng, sung tím, sung thái rồi đó, cô bác anh chị đừng sử dụng, kết quả nó không có tốt nhiều đâu ha. Sung này là sung nếp, sung truyền thống của dân tộc mình ha, sung nếp ha. Thì cái sung này lúc trước hãy chia sẻ cho cô bác anh chị mình đó là trị được cái bệnh bệnh trĩ, có nghĩa là nó siêu hiệu quả, bệnh trĩ nội trĩ ngoại. Thì rất là mừng luôn của bác anh chị mình nè, bởi vì cái tính chất tuyệt vời của nó, cho nên có một số bạn, một số của bác anh chị đã sử dụng và đã có kết quả rất là tuyệt vời khi mà chúng ta trị bệnh trĩ nội trĩ ngoại kết hợp giữa trong và ở ngoài. Nếu của bác anh chị muốn tham khảo cái bài thuốc trị bệnh trĩ nội trĩ ngoại siêu hiệu quả từ cái trái sung này, của bác anh chị cứ vào link kênh, vào kênh đó, hoặc của bác anh chị có thể bấm là bài thuốc trị bệnh trĩ Phan Hải Channel tìm kiếm, là nó sẽ bấm tìm kiếm ha, là nó sẽ nổi lên tất rất là nhiều cái bài thuốc trị bệnh trĩ cho các anh chị mình ha. Rồi đi vào cái chuyên đề và cái vấn đề chính hôm nay là cái trái sung này trị sỏi thận và ngăn ngừa sỏi thận. Rất là ít cái bài thuốc mà trị sỏi thận mà ngăn ngừa bị sỏi thận hay các anh chị mình ha. Rất là ít. Nhưng từ cái trái sung này nó có thể trị sỏi thận, tiêu sỏi, nó mò bào mòn sỏi từ từ, và nếu chúng ta không có sỏi và chúng ta đang có bị tiểu đục
hoặc là nước tiểu đục á, thì dần dần nó kết tổ thôi, và cái sung này nó sẽ ngăn ngừa cho cô bác chị mình ha. Cô bác anh chị sử dụng cái trái sung này, trái sung nào, cô bác anh chị sử dụng trái sung dừa già thôi, có nghĩa là trái sung nó không quá non và nó không quá già, những trái sung như thế này. Còn trái sung nhỏ như thế này là non nè, nè non nè, trái này là non nè và trái này là vừa nè, đúng không? Đó, cô bác anh chị lấy cho Hải sung như thế này, càng nhiều càng tốt, mình đang bị sạn thận mà, sỏi thận mà. Đó, về cô bác anh chị ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo cho Hải đi. À, trái sung này ha, lấy cái trái thôi, xong vệ sinh sạch sẽ rồi cô bác anh chị sắc ra, hoặc cô bác anh chị có thể đập dập, mà đập dập thì nó mất cái thẩm mỹ quá. Cô bác anh chị sắc lát ra, không cần mỏng đâu, một trái này cô bác anh chị là sắc ra cho Hải từ 3 đến 4 lát thôi, sắc 3 đến 4 lát thôi, rồi cô bác anh chị đem phơi cho thật khô cho Hải. Phơi không phải là phơi thật khô, nhưng mà phơi từ 3 đến 4 nắng thôi cho nó khô bên ngoài mà ở trong nó vẫn còn dịu. Đó, xong là chúng ta đã xong cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị rồi. Đây là cái quá trình chúng ta sơ bào chế để thành bài thuốc uống đây. Cô bác anh chị lấy cho Hải là 200g cái sung mà chúng ta đã phơi 3-4 nắng rồi, cái sung bánh tẻ ha, gọi là sung bánh tẻ đi, phơi 3-4 nắng rồi. Hải chỉ chia sẻ cho cô bác anh chị mình 2-3 cách ha. Và cô bác anh chị lấy 200g cái sung đã phơi khô đó ha, và cô bác anh chị đổ cho Hải là 4 chén nước đó. 4 chén nước này, cái chén là cái chén ăn cơm của mình á, ở ngoài Bắc gọi là cái bát, ở trong Nam gọi là cái chén đó. Cô bác anh chị đổ cho Hải là 4 chén nước, và cô bác anh chị nấu sắc lại cho Hải còn 1 chén nước. 1 chén nước đó cô bác anh chị uống một lần cho Hải ha, uống trước bữa ăn 5 phút đó. Mỗi ngày nếu mà cô bác anh chị nặng thì cô bác anh chị có thể sử dụng 2 lần, có nghĩa là 200g trái sung đổ 4 chén nước và nấu sắc lại còn 1 chén, cô bác anh chị sử dụng 1 lần. Nếu cô bác anh chị muốn uống 2 lần mà cho nó đỡ cực, chúng ta không có thời gian, thì cô bác anh chị lấy cho Hải là 400g ha, 400g, một lần là 200g, hai lần là 400g, và cô bác anh chị đổ 8 chén nước cho Hải và nấu sắc lại còn 2 chén, chia làm 2 lần uống trong ngày. Đó là một cái bài thuốc thứ nhất mà Hải muốn chia sẻ cho cô bác anh chị mình để sử dụng cái trái sung này mà điều trị bị sỏi thận. Và cái cách thứ hai cũng là lấy trái sung thôi. Hồi nãy mình chia sẻ cho cô bác anh chị mình là trái sung bánh tẻ, bây giờ là trái sung già mà gần chín luôn á. Có nghĩa là nó đừng có chín nhưng mà nó già rồi, nó gần chín rồi. Đó, cô bác anh chị cũng lấy trái sung nó về và ngâm vào nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo cho Hải. Ở đây là trái sung già nghe. Sau khi để ráo, vệ sinh sạch sẽ rồi, cô bác anh chị sắc ra như Hải, sắc ra giống như hồi nãy, hoặc đập ra, hoặc sắc. Đó, đập dập hoặc sắc ha. Rồi cô bác anh chị phơi cho thật khô, lần này là phơi thật khô. Hồi nãy là mình phơi dốt thôi, 3-4 nắng thôi. Còn lần này nếu mà trái sung già đó, cô bác anh chị mình phơi cho thật khô. Xong khi phơi thật khô rồi thì cô bác anh chị lấy cho Hải là mỗi lần nấu á, cô bác anh chị lấy cho Hải là 100g thôi. 100g ha, 100g. Cô bác anh chị vẫn đổ 4 chén nước, nấu sắc lại còn 1 chén và uống một lần cho Hải. Đó. Nếu chung bác chị không có thời gian thì bỏ 200g, có nghĩa là 2 lạng á, và đổ 8 chén nước, nấu sắc lại còn 2 chén. Uống trong ngày cho Hải, chia làm 2 lần uống trong ngày cho Hải. Thì đó là một cái số thông tin và một cái số bài thuốc từ cái trái sung này mà cô bác anh chị có thể vận dụng vào cuộc sống và điều trị cái bệnh sỏi thận. Ngoài ra nó còn ngăn ngừa kết tủa, đó là nguyên nhân nó gây ra sỏi thận của chúng ta. Nhắc lại là hiện tại thì y học hiện đại bây giờ người ta chiết xuất những cái chất ở trong cái trái sung này đó, người ta bào chế thành những cái loại thực phẩm, những loại thuốc mà để điều trị cái bệnh sỏi thận và ngăn ngừa phòng ngừa cái bệnh sỏi thận từ cái trái sung này. Đó, thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong cho các anh chị mình những cái tác dụng rất tuyệt vời trên trái sung này. Nhắc lại, trái sung này trị bệnh trĩ nội trĩ ngoại siêu hiệu quả nha các anh chị mình ha. Mà trong kênh mình chia sẻ mới đây thôi, nhưng mà đã có một số của anh chị mình là sử dụng và hồi âm lại cho mình là rất là tuyệt vời. Thì Hải đã chia sẻ xong những cái tác dụng tuyệt vời từ trái sung này mà có thể điều trị và hỗ trợ điều trị cái bệnh sỏi thận. Thì trong khi mà nếu mà chung của anh chị mình đau quá thì của anh chị mình là phải đi chích thuốc giảm đau thôi. Rồi cô bác anh chị mình là sử dụng cái trái sung này, nếu hợp cơ địa thì rất là tuyệt vời. Riêng về cơ địa thì hồi sáng Hải đã chia sẻ cho cô bác anh chị mình rồi. Cơ địa là cái gì? Nôm na là Hải đã chia sẻ xong cho cô bác anh chị mình rồi. Thì nếu mà muốn tìm hiểu thêm cái bài thuốc trị đau dạ dày, thì hồi sáng mình mới chia sẻ xong cái bài thuốc trị đau dạ dày từ lá bàng và từ lá ổi cho cô bác anh chị mình. Thì cuối video thì Hải cảm ơn cô bác anh chị mình rất là nhiều luôn, đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua.
đó là cái nguồn năng lượng và cái nguồn tinh thần cao nhất để Hải luôn luôn, cho dù mình làm bận công việc gì trong cuộc sống này, thì Hải vẫn luôn luôn dành ra một cái thời gian nhất định để Hải chia sẻ bài thuốc cho các anh chị mình từ những cái thảo dược, dược liệu rất là đơn giản, nhưng mà nó lại mang lại cho các anh chị mình một số hiệu quả rất là tích cực và tuyệt vời. Như vậy thì các anh chị mình hiểu rằng là lý do sao ngày nào Hải cũng chia sẻ bài thuốc lên cho các anh chị mình, bởi vì trong cuộc sống này chúng ta nên có một cái thời dụng biểu, cái thời dụng biểu cho chúng ta. Thì hãy xem những cái việc này là cái việc quan trọng. Bởi vì sao? Sức khỏe là quan trọng nhất. Mà không phải là mình phải giữ sức khỏe cho mình, nhưng mà mình nếu mà tốt hơn nữa thì mình có khả năng thì mình sẽ chia sẻ và bảo vệ sức khỏe cho mọi người thì nó càng tốt hơn. Và như vậy thì lúc nào, ngày nào hãy cũng dành thời gian riêng để chia sẻ bài thuốc cho các anh chị mình. Cho dù đi làm cực thế nào, thời gian nó không trống, hãy vẫn sẽ sắp xếp. Nên ngày nào hãy cũng chia sẻ cho các anh chị mình. Những ngày nào mà có thời gian nhiều thì hãy chia sẻ hai bài thuốc cho các anh chị mình, hai video. Còn những ngày nào mà không có thời gian thì hãy sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái video, nhằm mong được là giúp đỡ được một phần nào cho các anh chị mình. Rồi thì tâm sự ít vậy, mong các anh chị hiểu cho Hải ha. Thì cuối video Hải cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye mọi người nha.